các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Yamaha Sirius RC FP cũng sang điện tử bánh mặt thắng đĩa, xe cực kỳ bền, cực kỳ ngon, đi xa tốt. Xe thì nó cũng có là cũ theo thời gian nha các bạn. Đó. Nhưng mà là được cái là chất nó zin. Nó còn zin. Xe này phù hợp cho chúng ta đi cày. Chạy bền, nồi đồng khối đá luôn các bạn. Chạy nồi đồng khối đá luôn. Máy móc là nguyên zin mà chạy đã lắm. FP nữa. Chạy rất là mạnh, rất là khỏe và rất là lợi xăng luôn. Xe này em nó mang biển số là 59Z211654. Xe Yamaha Sirius. Thì các bạn các anh chị biết rồi, nó cũng rất là bền, nhưng mà là cái kiểu dáng của nó này không được chuộng thôi, nhưng mà cũng rất là bền. Yamaha Sirius RC FI bánh bằng thắng đĩa. Và với chiếc xe Yamaha Sirius này thì mình mong muốn bán với giá là 7.900.000. 7.900.000 cho chiếc xe Yamaha Sirius FI cũng xăng điện tử. Xe giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ, bao thử, bao test, bao kiểm tra các kiểu nha các bạn. Là các bạn các chị hài lòng mua ý thì các bạn các chị nhận xe rồi mới thanh toán sau nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.